đi tới xã rồi. Quá rồi, chúng ta vào kết thúc cái trận đấu, chúng ta có kết thúc trận đấu trên sân số 2 sẽ kết thúc buổi học viện ngày hôm nay. Tất cả các trận sẽ thi đấu vào 7:30 phút. Tổ trọng tài, chúng ta tổ 1 đang nghỉ.